Rồi các bạn và mọi người cùng xem nha. Hôm nay bây giờ mình quay là ba chiếc máy giờ đang bị lầy nè các bạn. Rồi chiếc này cũng mới lầy giờ đang đẩy lên. Ra chạy. Bây giờ chiếc này kiếm đường qua để giải cứu nè các bạn, không biết qua nổi không? Quá trời đất lúng. Ghe mà không đi các bạn thấy chưa? Rồi luôn. Trời luôn rồi kìa, hết đi luôn. Ba chiếc giờ đang lúng nha các bạn. Giờ chiếc đó giờ tại luôn. Bốn chiếc lại hết luôn các bạn. Rồi giờ súng mà đẩy máy này, bốn chiếc lại hết rồi. Quá tài rồi. Dễ vậy che là không có thế đâu. Càng che là càng xuống. Rồi. Đập lúc luôn. Rồi lại đẩy mới kéo. Đẩy từ chập luôn. Đó đi đó. Đi đó. Cái nữa nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tới đẩy cái máy cắt các bạn ơi. Rồi luôn, vô phương luôn rồi, phập luôn rồi, không đi đâu luôn rồi các bạn ơi, phập luôn. Kinh Phan Quốc Hải thường coi không? Rồi giờ anh em đang xúm nhau dắt lúa, mới kéo lên cho nó nhẹ để coi đẩy coi lên không nha các bạn ơi. Ác thiệt, bốn máy này hết bốn máy luôn, anh em lên ơn luôn à, dễ gì. Ô lên tới được kìa. Đành chịu bó tay. Đối thừa thấy không? Đối thừa nữa. Gắn lên này, xúm nhau đẩy cái cho lên luôn coi. Có nhiều người đây mà đẩy không nổi sao? Ồ, ba cái lon đạn đất nó nắng rồi nó dồn rồi đó. Bây giờ đốt cháy nó bể ra. Không đi nữa. Có lần này đó, cái chân chỗ đó, cái bờ ngang đó đó. Còn rồi bây giờ không có cách nào khác, chỉ có đường là giờ bắt cán. Rồi giờ bốn máy lại hết rồi các bạn ơi, giờ súng nhau đẩy cũng không có máy nào lên nổi. Bây giờ anh em còn cách cuối cùng là giờ mình bắt cán cái cho một máy chạy lên nha các bạn. Máy lên rồi bắt đầu mình súng nhau kéo máy khác. Anh em đang buộc dây bắt cá các bạn. Bây giờ anh em đang bắt cán lên nha các bạn.
cái đứt dây dây mực quá. Rồi bây giờ bò lên nha, cá rồi đó các bạn. Rồi lên. Cắt dây đi.